Người nha, thì sáng nay thì lại chim trị tiếp tục nữa. Thì hôm qua Út up video lên thì có nhiều anh chị là đặt đặt chim chim trị, nhưng mà hôm qua Út up lên là hết luôn. Bây giờ nó nở tiếp thì Út quay cho mọi người coi. Anh chị cô chú nào mà hôm qua đặt mà chưa có thì hôm nay mọi người đây này, mọi người sáng nay vừa mới nở, Út vừa mới lấy nước cho nó uống nè mọi người. Thì đây cho mọi người coi ha, nè ở đây đó. Nhìn ghét không mọi người? Thì hôm qua anh chị nào mà nói lấy chim trĩ mà chưa có thì hôm nay mọi người chuyển tiền ha. Chim chim trĩ ở bên Úc á, gửi đi là tới tới nơi á, mọi người cứ yên tâm. Chim trĩ hay là hàng cút giống gì cũng vậy, cứ gửi tới nơi mọi người. Lúc mở nắp á, mọi người quay video gửi qua Zalo cho Út nếu mà có vấn đề gì ha. Còn khi mà Út gửi đi á, thì Út sẽ gửi tặng thêm mọi người một vài con để kiểu bù trừ hao hụt hay là lấy thảo gì đó ha. Mọi người cứ yên tâm, Út gửi lên chim trĩ mà Út gửi lên tới Lâm Đồng cũng vẫn bình thường, mọi người khỏe mạnh bình thường nha. Đây nè mọi người đấy. Đó. Sáng nay lại nở, hôm qua nở, sáng nay lại nở nữa, là Út gửi đi hết rồi. Đây nè mọi người đó. Đây 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 đấy, thằng kia ở đằng kia đó. Thì ở bên chạy Út thì hàng giống gửi đi thì mọi người chuyển khoản trước 100% rồi Út tìm xe gửi đi cho bà con mình nha. Đây ha, đó đây nè mọi người đó. Tại vì hôm qua là có nhiều anh chị cô chú là nói là chuyển tiền cho Út đợi chim nhưng mà không có mọi người. Chim trị của Út một lần nở cỡ chừng 200 con đổ lại thôi, mà nó sẽ nở luôn phiên nhau đó, cho nên là Út chỉ dám nhận một hai người thôi mọi người, chứ không dám nhận nhiều. Nhận nhiều nhiều khi bà con mình nóng lòng rồi đợi chuyện, giống như là chuyển tiền rồi xong rồi đợi để gửi đi á, kiểu lo lắng á mọi người, cho nên là thôi Út nó nở tới đâu Út quay tới đó, rồi bà con mình ai chuyển tiền trước thì Út gửi trước đi cho nó chắc á người nè. Nó nở xong rồi bây giờ Út chuẩn bị bỏ trứng mới vô ấp. Trứng này đó, hôm qua Út có nói bà con mình là trứng lượm. Ui, mọi người thấy cái tay Út hơn cả cái tay anh đúng không? Trời ơi cái gì vậy, coi coi. Trời ơi tay, trời ơi tay con gái như thế gớm, trời như tay quỷ gì đó mọi người. Đây là trứng này mới lượm nè, lượm hôm qua giờ Út bỏ vô Út ấp. Thì là nhiều anh chị ở xa nói là Út gửi cái trứng thì Út là gửi cái trứng này đi nha mọi người, là mọi người vẫn ấp bình thường như ở trại Út nữa. Út bỏ vô Út ấp sau là 4 ngày, mọi người nếu mà mới ấp thì sau 5 ngày soi thì sẽ thấy rõ mạch máu lắm. Thì loại ra những cái trứng nào không có trống ha, còn cái trứng nào có trống thì mình để lại ấp ha. Thì Út sẽ, nếu mọi người cần quá thì Út sẽ để lại cho mọi người ấp, nhưng mà với giá trứng ăn nha mọi người. Với lại là trứng này là trứng mới lụm cho nên là chưa có biết có trống mái hay không ha. Cho nên với lại là khi mà Út gửi đi thì Út sẽ cố gắng lựa những cái trứng mà về mẫu mã bên ngoài nó đẹp á, nó không bị không đều á, đó lựa ra hết đi. Đây nè, mấy cái trứng như này là Út bỏ ra hết để ăn thôi mọi người. Còn cái trứng nào mà to đều á thì mình bỏ vô mình ấp ha. Đấy. Bỏ phải bỏ vô tầm cỡ chừng mấy trăm luôn. Mấy trăm luôn nha, để cho nó ra cho nó vừa phiên. Chim ở trong kia đang nữa. Đây nè mọi người, đó Út đang ấp ở đây nè. Ấp liên tục quá trời máy. Đây nè, đó mọi người, đang ấp hết. Đang ấp hết ha. Mọi người thấy khay nước ở đây không? Út ấp đảo tay thì ngày Út đảo 3 lần nha mọi người. Đây nè, đó đảo giống vậy ha. Mà đảo nhẹ nhẹ thôi nha mọi người. Đó. Đây. Đây nữa. Đây nữa nè mọi người. Đấy. Nè mọi người nè, họ đang ấp ở đây quá trời. Cho mọi người coi lại nha. Đây nè. Đó. Ô trên này có cái gì nữa hay sao? Ô trên này nữa hả? Đây nữa mọi người nè. Đó. Đây ha. Đó. Đó, anh chị cô chú nào mà hôm qua nói chuyển tiền á, mà Út chưa dám nhận á, thì hôm nay nó bắt đầu nở lại rồi mọi người nè. Đó mọi người có thể chuyển tiền được rồi ha. Nhưng mà ai chuyển tiền trước thì Út sẽ gửi trước nha mọi người. Tầm cỡ chừng một tuần thì Út sẽ gửi đi cho bà con mình ha. Đó.
nhỏ nhỏ vậy thôi, cho khi nó gửi đi nó cứng cáp với mọi người. Đây này, dễ thương không? Úp úng đèn này mà bà con, đèn này là đèn, ủa đèn này mới thay là 45W hả? Đèn này là đèn 45W mọi người. Trước Út đi đèn 75W nó nóng quá. Bữa Út đi ra cái chỗ công ty lớn á, mới có cái bóng đèn 45W mọi người. Ở ngoài cái cửa hàng to to gần chỗ Út á, toàn là 100W không à. Trời, Út mua cả lố 100W mọi người thấy ở đây không? Út đang dục ở đây nè. Tại vì cái bóng 100W, đây Út cho mọi người coi nè. Cái bóng 100W nó to. Và khi mà mình gắn vô đây ha, gắn vô đây là nó xá xuống tới đây luôn, là mình phải tốn cái diện tích cái chuồng úng mình to lên. Còn cái bóng đèn này nó nhỏ, nó nhỏ mà nó cao lên trên á, thì mình có thể làm cái chuồng nó nhỏ, nó tiết kiệm được. Chứ còn mà nếu mà bóng đèn đây nè, rồi mấy cửa hàng gần chỗ Út to, người ta bán toàn 100W không à, rồi đặt mãi mới được 75W, mà 75W vẫn quá nóng mọi người, tại cái đèn úng mà nó nóng gớm lắm. Cho nên là hôm bữa Út đi ra ngoài chỗ ngoài kia, Út lấy cái bóng đèn 45W, lấy lần cả 100 bóng luôn mọi người, để dành xài. Tại vì ở gần đây không có bóng đèn này. Người thấy tụi nó ở kia không? Đó, ghét hả? Đấy, là Út dùng cái máy ấp đảo tay hết nha mọi người. Đảo tự động thì khỏe rồi, đảo tự động thì không cần phải lo đảo gì hết. Nhưng mà đảo tay này Út đảo trứng ngày 3 lần thôi. Hôm qua có cái anh kia hỏi Út là có thể đảo trứng ngày 7-8 lần không? Trời ơi, gì mà rảnh đầy đạo tiếng 7-8 lần. Út nghĩ là nó cũng không có tốt đâu. Tại vì mình nó tầm cỡ chừng 3-5 lần là ok rồi. Đừng có đạo trứng nhiều quá. Nhiều quá nhiều khi á, mọi người mạnh tay rồi mọi người đạo không có nhiều thời gian, cái mọi người đạo nhanh quá thì nó lại nó va chạm vô nhau á, nó móp trứng á. Đây mọi người. Đây rồi, nhìn ghét rồi. Út đưa cái điện thoại vô nó túm lại đằng kia. Đó. Trời ơi, cái này ở đây chắc có được tầm cỡ chừng 200 con. Thì bên Út vận chuyển ít nhất là 50 con thì Út mới gửi đi cho bà con mình được nha. Tại vì đợi nhà xe đồ nó lâu lắm mọi người. Nhiều người mua 10 con rồi. Có anh kia mua 4 con kêu Út gửi đi, mà gửi tận Tiền Giang không có gửi được. Là mọi người biết không, tại cái con chim này mà đi ra mà ngồi đợi gửi 4 con hay là 10 con, 30 con Út không gửi được, ít nhất phải 50 con. Rồi ba Út hoặc là anh trai Út, anh rể Út đồ mới ra đợi xe từ đây ra quốc lộ là tới 25-30 cây á. Rồi mới có cái xe gửi đi. Cho nên là 4-5 con thì đâu có gửi cho bà con mình được đâu. Mà hồi trước thí dụ mà chưa Covid á, thì Covid á, thì mọi người có thể tới trại để bắt lẻ cũng được. Vài con mọi người có thể tới trại. Nhưng mà giờ đang Covid xung quanh luôn, cho nên là đâu có dám gặp người lạ đâu mọi người. Cho nên là không có cho người lạ đi tới trại á mọi người. Cho nên là sợ, chứ không thôi là đi tới là cách ly. Giống thí dụ ở Úc mà có vấn đề gì là ở trại đâu có ai quản lý chăm sóc đâu mọi người. Cho nên là thực sự là rất là cẩn trọng luôn. Nhiều khi hôm qua có cái chú kia, lúc Út đi ra ngoài á, xong rồi chị dâu Út không biết là nói chú đi tới trại á mọi người. Tới khi chú điện chú tới gần trại rồi á thì điện lại gặp Út thì Út mới nói là đang Covid á, thì nên là không có vô trại được. Thực sự Út biết là Út chú rất là buồn á, nhưng mà tại vì mọi người biết không, tại vì ở đây cái chỗ Út thì không có bị, nhưng mà nói chung là xung quanh giáp vậy nè đã bị rồi. Nhiều nơi là người ta không có cho ra khỏi khu vực luôn á, cho nên là chỉ có gửi shipper thôi. Shipper người ta đưa tới rồi người ta lấy tiền qua cửa sổ rồi vậy đó, thì nó an toàn hơn. Nói chung là hạn chế tiếp xúc gần nhau á, thì là bà con mình cũng thông cảm cho Út nha. Tại vì là có rất nhiều anh chị rồi em đồ là muốn tham quan trước rồi mình mới bắt đầu chăn nuôi á. Nhưng mà tám mọi người chút xíu. Nhưng mà mọi người biết không, là tại vì là bây giờ đang Covid rất là nhiều. Rồi lỡ mai mà thí dụ không biết là Út có bị hay không, không biết mọi người có bị hay không, thì lỡ mai mà mình là kiểu giống như là ảnh hưởng tới nhau á, thì nó rất là khó. Cho nên là Út sẽ cố gắng, từ hôm nay thì Út sẽ cố gắng quay tất cả những video ở trại Út như nào. Mọi người muốn coi cái gì, mọi người muốn tham khảo cái gì á, thì mọi người cứ để lại comment bên dưới cho Út. Út sẽ cố gắng ra những video đó để quay cho mọi người xem, để mọi người có thể ở nhà mà có thể quan sát được ở trại Út đang làm cái gì, thì mọi người có thể tham khảo qua cái kênh YouTube.
Tại vì bây giờ là Covid rất là nhiều cho nên là mình hạn chế tiếp xúc á. Thì mọi người đi, thí dụ mọi người đi từ Gia Lai xuống đi, Gia Lai xuống mà mọi người đi xe đò, muốn xuống trại Úc để học về chăn nuôi, mà trên cái quãng đường mình đi từ xe đò lỡ may mà bị ảnh hưởng tới sức khỏe thì nó cũng cực lắm mọi người. Cho nên là Úc sẽ cố gắng quay thiệt là nhiều video để cho bà con mình xem rồi tham khảo ở trại Úc ha. Đây, ở đây trại Úc thì đang cố gắng gửi đi hàng tất cả cho mọi người, tại vì có rất là nhiều đơn bị trễ tại vì đang là Covid á. Nè, máy áp trứng đảo tự động đảo tay chuẩn bị gửi đi chạy gà mọi người. Đằng sau là lúa với bắp. Đây, mực rỉ đường này, mực rỉ đường Úc cũng đang đây tranh thủ gửi đi cho bà con mình, chứ để nhiều chuyến xe người ta không cho vận chuyển nữa thì nó cũng rất là khó, cho nên là Úc đang gấp rút gửi đi. Hoặc là bên shipper người ta vận chuyển hàng chậm thì mọi người cũng thông cảm nha, tại vì mấy anh shipper đang hoạt động gần như là hết công suất luôn á mọi người. Cho nên là Úc quay video chia sẻ như vậy thôi để bà con mình có thể tham khảo thử ha, ở bên kia cái thùng màu xanh kìa mọi người. Đấy, thì nếu mà con quan tâm tới những video mà Úc đang chia sẻ thì nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới. Mọi thông tin thì liên hệ với Úc qua số điện thoại 0769999 0769999 0309 hoặc 0976629090 nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại bà con mình nha.